bắt đầu ở bản Cát Cát này. Khu du lịch Cát Cát 850m. Các bạn thấy cách trung tâm Sapa là không xa, 15 phút di chuyển ô tô. Kinh doanh hết, từ những nhà trong hẻm đến nhà mặt phố, từ những cái nhà có 20m² đến những nhà 2000m², họ đều kinh doanh một thứ gì đó. Gái chân rất là xinh, à chân rất là trắng mà rất là xinh. Kính chào quý khách. Trên này thì các em dân tộc trắng là ban ngày ở trong nhà hết, tối các bạn mới ra đường thôi. Tối đi các bạn nhìn thấy ban ngày là toàn người da đen thôi. Tối là chân dài da trắng. Đúng 6 giờ hiện nguyên hình. Uống bia mới ngắm các em xinh tươi là đã phê lắm rồi. Mấy cái sườn ngô đã mua rồi ở bên đồi nhá. Bác nào quan tâm mấy cái sườn ngô này, xây dựng điểm kinh doanh thì quá tuyệt vời luôn. Khách
Sakura các bạn thấy ở Nhật, nhưng có vẻ ở trên bản cát cát của Y Tý nhé, à, của Lào Cai, của Sapa. Chứ bạn ở đâu thì? Trong đây cơ, xuống là cao rồi phải đi, xuống đây để xe đây, gửi xe đây mà đi. Đi tận ô tô vào được không? Không. Nhà bạn không đi vào à? Tối đi được ngày đó nhỉ? Mà chỉ muốn xe gửi đây cho nó. Xe này sẽ ôm vào đây. Thôn Trung Trải này, à, thôn Xín Trải này, khu du lịch Cát Cát này. Các bạn thấy ở vùng cao này, ở các xã nó có cái tên thôn, tên bản ấy, thường thường là trùng nhau. Có. Thoát xuống.